Những người hàng xóm và cư dân địa phương rơi nước mắt, để lại hoa và thú bông tại một khu tưởng niệm tạm thời ở Dnipro của Ukraine. Hơn 40 người hiện được xác nhận đã thiệt mạng khi một tên lửa Nga rơi vào một tòa nhà chung cư trong thành phố Dnipro hôm 14 tháng 1, đánh dấu vụ thương vong dân thường lớn nhất kể từ khi xung đột bùng phát hồi tháng 2 năm 2022. Hàng chục người vẫn được xem là mất tích dưới đống đổ nát. Nga phủ nhận việc cố ý nhắm mục tiêu vào dân thường. Người phụ nữ này nói mình đến tỏ lòng thành kính với những người đã khuất. Một người lính sau khi đặt hoa tưởng niệm đã không thể bước đi vững vàng. Khi thành phố quay cuồng sau vụ tấn công, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi phương Tây đẩy nhanh quá trình ra quyết định trong việc cung cấp vũ khí. Ông khẳng định Ukraine cần xe tăng để đẩy lùi lực lượng Nga khi Moscow cố gắng giành thế chủ động trong cuộc chiến bằng một cuộc tiến công vào khu vực Donbass ở miền đông. Hôm 16 tháng 1, Anh xác nhận sẽ gửi 14 xe tăng Challenger 2 và các khí tài khác tới Ukraine. Đức đang chịu áp lực phải cung cấp xe tăng Leopard 2, nhưng chính phủ nước này nói rằng chỉ nên cung cấp xe tăng nếu có sự thống nhất giữa các đồng minh chính của Ukraine, đặc biệt là Mỹ. Phát biểu tại Quốc hội, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace kêu gọi Berlin hành động. Có thông tin cho rằng rõ ràng Ba Lan cũng như Phần Lan đã bày tỏ là họ rất muốn tặng một số xe tăng Leopard. Tất cả những điều này hiện đang phụ thuộc vào quyết định của chính phủ Đức, không chỉ là việc người Đức có cung cấp xe Leopard của mình hay không, mà họ có cấp quyền cho những nước khác hay không. Tôi kêu gọi các đồng nghiệp người Đức của tôi làm điều đó. Những chiếc xe tăng, nếu được sử dụng theo các phương pháp phòng thủ thì sẽ không phải là vũ khí tấn công. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ đón tiếp các đồng minh tại căn cứ không quân Ramstein ở Đức ngày 20 tháng 1 để thảo luận về viện trợ thêm cho Ukraine. Một tàu chở trang thiết bị quân sự của Mỹ đã cập cảng Aarhus của Đan Mạch hôm 16 tháng 1 trước một loạt các cuộc tập trận trên khắp các quốc gia biên giới phía đông của NATO. Nga gọi hành động của mình ở Ukraine là chiến dịch quân sự đặc biệt để bảo vệ an ninh của họ, trong khi Ukraine và các đồng minh cáo buộc Moscow gây chiến vô cớ để chiếm lãnh thổ. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.